không vượt qua được, vậy thì phải từ bỏ hay sao? Không thể từ bỏ giấc mơ một cách dễ dàng như vậy được. Không, chỉ cần có mục tiêu, tôi sẽ làm được. Tập luyện giúp tôi trút bỏ năng lượng, tập luyện cũng giúp tôi tái tạo năng lượng. Mình có thể vượt qua hết tất cả mọi giới hạn. Thành quả ý nghĩa nhất của việc luyện tập chính là một tinh thần thép. California Fitness and Yoga còn hơn bạn nghĩ.